mình muốn nói chuyện với bạn một chút. Người ta muốn nói chuyện tôi kệ vậy. Thôi với tôi lại xíu thôi. Đi vậy. Đi về. Bye bye. Muốn nói gì đây? Mình tên là Tuấn Khải. Mình rất thích bạn, bạn là bạn gái của mình nha. Gì? Bạn nên biết á, người bạn trai của mình phải do mình lựa. Còn nít quỷ. Vậy hả? Mình xin lỗi nha. Ê, đâu vậy? Tuấn Khải, từ nay là bạn trai mình nha. Mình lựa bạn ơi. Ai đây? Con chào cô, con là Tuấn Khải, bạn trai của Lâm Chơi. Bạn trai hả? Từ nay Tuấn Khải sẽ là bạn trai của con. Bây giờ tụi con lên phòng chơi nha mẹ. Hai đứa lên lầu đi. Để mẹ nói chị Tâm Ý cắt trái cây đem lên nha. Dạ con cảm ơn cô. Đây nè, bây giờ bạn bỏ giày vào đây, sau đó bạn lấy dép bạn mang vào. Tụi con đi nha mẹ. Công nhận nè, bạn đẹp mà còn rộng nữa. Mới mẹ lớn mày đặt bạn trai với bạn gái nữa chứ. Mẹ Tâm Ý, cắt giùm cô dĩa trái cây đi con. Đi theo mình nè. Tránh ra đi, tôi cản người bạn trai tao. Mình xin lỗi. Ai vậy? Đừng để ý tới nó. Mẹ mình thuê chị nó giúp việc cho nhà mình. Nó toàn theo ăn bám thôi à. Nó nghèo tới nỗi mà ba mình phải tặng cái túi cho nó đi học á. Mắc cười không? Thì ra là vậy. Thôi bây giờ mình vô phòng đi nha. Phòng mình ở bên đây nè. À mà quên, bạn là con trai đầu tiên được đặt chân vô phòng mình. Phước ba đời đó nha. Vô đi. Tâm Anh. Ôi trời ơi. Mình đã hẹn bạn ở sân chơi rồi mà, sao bạn không đến? Nhưng mình đâu có nói mình sẽ hẹn với bạn đâu. Mình đã nói là không gặp không về rồi mà. Chẳng phải bạn đang đứng đây mà. Nhưng mà mình đã đợi bạn hơn 20 phút. Bộ bạn không thích mình hả? Mắc mớ gì mình phải thích bạn chứ. Làm chi mà biết chuyện này, chắc chắn mẹ sẽ nổi điên lên cho mà coi. Mặc kệ bạn ấy, mình đã nói là mình là bạn trai của bạn rồi mà. Mệt quá, tránh ra cho mình đi đi. Thôi đi mua kẹo mình đi. Mẹ nói là không kẹo rồi mà. Bỏ mình ra cho mình đi. Hai người lên làm gì đó mày. Hai người sao lại đây? Tại sao vậy hả? Nè Tâm Anh, ai cho phép mày đi chung với Tuấn Khải của tao? Không phải vậy, đừng làm vậy với Tâm Anh. Bạn ấy không thích nhưng mình rủ đó thì sao? Bạn nhâm đứng về phe của nó hả? Nè, bạn là bạn trai của mình chứ không phải là của Tâm Anh. Bạn hãy mau tỉnh táo lại đi. Lam Chi, bạn nghe rõ nè. Lúc đầu mình thích bạn vì bạn đẹp, nhưng càng tiếp xúc với bạn, mình thấy tính tình của bạn không dễ thương bằng Tâm Anh. Mình không tin chuyện đó được. Tại sao bạn thích nó không mình chứ? Nó chỉ là một đứa ăn bám nghèo hèn nhơ bẩn nhà mình. Vậy mà bạn lại thích nó. Mày, bạn đã làm gì tính cãi của tao? Không phải bạn ấy giờ còn nói thích tao, tại sao hôm nay bạn ấy lại nói thích mày hả? Mình đâu có biết được. Không biết. Tâm Anh không làm gì sai cả. Nếu bạn muốn đánh thì bạn đánh mình đi nè, đánh đi. Tuấn Khải, bạn dám đối xử với mình như vậy hả? Tại sao bạn thích một đứa em gái của người làm nhà mình? Mình có điểm gì không bằng nó chứ? Thôi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mình sẽ điện lại cho bạn. Tuấn Khải, đừng đi. Đừng đi mà. Tuấn Khải. Làm chi à? Tâm Anh, mày đứng lại. Mày đứng lại chưa? Đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Tuấn Khải của bạn hết trơn. Hiểu không? Cái gì mà hiểu không? Nói thiệt mà Lam Chi. Mày còn trái chồng tao nói đi đúng không? Tuấn Khải, đừng có bỏ mình mà. The beauty of this life.
such a feeling to be alive. The salty rain. Tuấn Khải. I'm back to where mình I'm from. Ghét bạn. The salty rain. In my lungs. Tuấn Khải. Bạn buông mình ra đi, sao bạn cứ theo mình hoài vậy? Mình đã nói mình không thích bạn rồi mà. Bạn đừng nói vậy mà, cho mình một cơ hội đi. Mình nói không là không mà tránh ra cho mình đi. Ai yêu cô bác Sài Gòn á. Ai yêu cô bác Sài Gòn á. Lam Chi. Mình không phải là Lam Chi mà là Marilyn Monchi. Lam Chi à. Mình thấy rất thích bạn. Làm bạn trai mình nha. Mình nhảy rất là đẹp á, nhìn nè. Lam Chi à, bạn bị điên hả? Lam Chi à, bạn bị cái gì vậy? Bạn đừng dậy nữa nè. Mày là ai vậy? Đừng xí vào chuyện người khác. Biến đi ngàn chục con, bịch giờ đáng. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.